Thưa bà con và quý khán giả, thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức triển khai 7 mô hình thí điểm tại 5 tỉnh thành phố gồm Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp. Kết quả cho thấy thu nhập tăng thêm cho nông dân nhờ giảm chi phí và bán tính trị carbon từ các mô hình triển khai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 1 triệu hecta lúa phát thải carbon thấp, Đồng thời kỳ vọng ngành lúa gạo Việt Nam sẽ mang về 2.500 tỷ đồng mỗi năm từ việc bán tính trị carbon. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam bán được hơn 10 triệu tính trị carbon với đơn giá là 5 đô la Mỹ một tấn. Năm nay, bà con nông dân trồng lúa đã có thêm lợi nhuận khi bán tính trị carbon với giá là 20 đô la Mỹ một tấn. Bên cạnh bán tính trị carbon, việc chuyển đổi mô hình canh tác giảm phát thải theo định hướng của đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, không những giúp cấu trúc lại hệ sinh thái của ngành hàng lúa gạo mà còn mang lại lợi thế cao hơn đối với hạt gạo Việt Nam trong việc xuất khẩu khi các quốc gia trên thế giới đang hướng đến việc nhập khẩu các sản phẩm thân thiện với môi trường, phát triển xanh. Triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Bộ Nội vụ thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo với mục đích tập hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trồng lúa để điều hành dự án. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khi dự án hoàn thành sẽ kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp cùng tham gia, kể cả các ngân hàng theo hướng tăng trưởng xanh. Mục đích chính của dự án là xây dựng những dùng nguyên liệu đạt chuẩn theo tiêu chí giảm phát thải. Bên cạnh đó sẽ có các giải pháp đồng bộ đi theo để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Sắp tới, các doanh nghiệp sẽ tham gia nhiều, vì trong tương lai, thế giới sẽ yêu cầu những sản phẩm có chứng chỉ carbon giảm phát thải khí nhà kính. Kết quả này được thể hiện rõ nét khi diện tích thí điểm ở tỉnh Sóc Trăng vừa được thu hoạch, đặc biệt là chi phí giảm đáng kể mà năng suất thì lại tăng. Mô hình thí điểm được thực hiện tại Hợp tác xã Hưng Lợi, huyện Long Phú, trên diện tích sản xuất 50 hectare, mô hình sử dụng lượng giống 60 kg một hecta giảm 4 lần phun thuốc bảo vệ thực vật và giảm từ 34% đến 41% lượng đạm bón cho lúa. Theo ban giám đốc hợp tác xã, mô hình sử dụng giống xác nhận áp dụng kỹ thuật canh tác IBM, sử dụng máy gặt đập liên hợp cho thu hoạch và thu gom rơm rạ để làm nấm rơm, làm phân bón hữu cơ. Mô hình thí điểm có năng suất đạt từ 7,14 đến 7,53 tấn một hecta, cao hơn mô hình canh tác truyền thống khoảng 1 tấn một hecta. Toàn bộ sản lượng lúa đã được doanh nghiệp bao tiêu với giá cao hơn thị trường, từ đó giúp lợi nhuận tăng khoảng 15 triệu đồng một hectare so với sản xuất lúa thông thường.